Nhìn ca nó bự vậy hả? Ừ. Uống anh là nó bự vậy đó. Rồi. Dưỡng hả bự vậy đó. Cái xin luôn hả? Cái này bằng cái mâm luôn các bạn. Bự cái mặt mình luôn. Chờ lá nó đẹp. Cái này bạn cắt một bông mà bạn cú mà luôn. Đâu đâu mở lại anh. Nè các bạn. Qua đây nè, em qua đây nè. Dùm kiến nhà ai không biết nữa bạn ơi, quá trời bông giá đại, quá trời bự gì nè. Ok. Quá chừng bự luôn, hai cái tay ổng đâu lại mà. Mỹ cam nè. Cái gì không biết luôn. Dubai. Dubai luốc. Sữa. Dubai luốc hả? Cái cây này bị xì ra hay gì nè. Có nhỏ lên đây vô chậu đó mà phải chưa vô kịp. Có cây dù ở đây luôn. Cái đó. Rồi. Sáng có gọi điện liên lạc anh chị. Anh vậy gì? Anh quay em đi. Thứ nhất con chà bá gì vậy? Dạ. Thôi. Mẹ áo màu vàng quay bông màu vàng nó đâu có nổi. Quá trời mọi luôn. Hai cái tay luôn cả nhà. Thì cái mặt nữa. Bự hơn cái mặt luôn. Con này nè cũng bự hơn cái mặt. Không này bự hơn cái mặt luôn. Hai bàn tay mà không hết luôn nha cả nhà. Đó. Rồi. Hết rồi. Hình như này Mỹ cam phải không anh? Mỹ cam. Yeah.